bạn đang tìm mua gấu bông. Các loại gấu bông kêu bình thường quá, gấu bông bây giờ không những kêu mà nhìn phải quạo quạo một chút mới được. Rồi dễ ồn à nha, tôi sẽ chỉ bạn mua mèo hoàng thượng gấu bông này nè. Nhìn mặt rất là hay luôn nha. Gấu bông mèo hoàng thượng này có rất là nhiều kích thước, rất phù hợp để ôm và còn để trưng bày trong nhà à nha. Nhìn anh mèo hoàng thượng này dễ cưng lắm à nha. Hãy cùng xem mô tả và mang về nhà chú gấu bông mèo hoàng thượng này nghe nha.